tất cả anh em ơi, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiện Văn Gia Lai nha. Thì trước mặt anh em ơi, Thiện đang có hai con máy Tết Tô 503 anh em. Hai con này thì Thiện tết nổ cho hai anh khách tới cửa hàng lấy nha. Hai khách ở trên Gia Ly, Gia Lai xuống anh em, hai huyện Gia Ly, thủy điện Gia Ly đó. Rồi cái này thì bơm xăng nó có nhiệt nổ rồi anh em. Thì về máy Tết Tô này, nếu anh em nào theo dõi Thiện thời gian qua thì có thể biết mẫu này có thể nói là vô địch tầm tiền rồi anh em. 3.900.000 nha, anh em được miễn phí vận chuyển nè. Tặng cho anh em một chai nhớt Echo nha, một ổ cứ cải tiến nha, một bộ lọc gió 541 là lọc gió của máy đó, lọc gió chất lượng cao luôn nha anh em. Cái này thì có loại loại dở loại tốt nha, mà thiện tặng anh em thì tặng loại tốt luôn đó. Và đồng thời bên công ty họ sẽ tặng anh em một cái nón bảo hiểm Tecno như thế này nữa. Trong máy thì chúng ta sẽ có dây đeo hai vai chất lượng cao nè. À, dây đeo này thì nó cùng khuôn với lại dây đeo của Huawei 541 luôn anh em, đeo rất êm nha. À, và hiện tại thì anh em thấy rất ít và hầu như là không có mẫu máy nào trong tầm tiền này mà trang bị cho anh em được dây đeo như thế này luôn. Thậm chí những cái đeo của hãng anh em, nhiều hãng như là Maru này nọ thì dây đeo nó vẫn dở như đeo của thằng Tecno luôn đó anh em. Ha, dây đeo hai vai chất lượng cao này, trong này có máng chắn cỏ, có dao, có dây cước, tay mít cước ga cho anh em. Tay ga theo máy là tay ga mỏi dài chất lượng cao luôn, bóp rất là êm, không bị đau tay nha. Ha, sử dụng về thì tay nó không bị đau anh em, để tối bóp cái khác nữa. Đúng không? Rồi, ok. Giờ thì tiết nổ rồi anh em, rất là đơn giản thôi. Bật công tắc lên, bơm xăng nóng y là giật nổ thôi. Con này trang bị cực kỳ nhiều linh kiện tốt luôn em, cấp dực trợ lực, chế là khí Webro, Buri là Buri NGK BBMR7A, Kohl TSK điện AVU. Tất cả các đại nhà máy đây là một đại của TSK Nhật Bản đó nha. Xong đơn giản như vậy thôi, bơm xăng. Bên nhà máy thì họ sẽ chuẩn sẵn cho chúng ta guarantee nó sẽ ở lộn, cái tua máy nó sẽ hơi gần như này, chúng ta gửi nó chừng một xíu thôi cũng được nha. Rồi, ok, xong. Anh em nào quan tâm về mẫu Tecno 503 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn chủ Thiện, hoặc là số điện thoại ở dưới phần bình luận thì sẽ được chi tiết cho anh em tư vấn kỹ hơn về hai mẫu này để anh em có thêm thông tin nha. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh nhận thông báo để mỗi lần hoàn thiện có ra video mới anh em sẽ biết. Và xem tham khảo những sản phẩm Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em xem video, hẹn gặp lại anh em video nha.